Xin chào các em. Sau khi chúng ta đã hoàn thành xong chương 2 thực phẩm và dinh dưỡng thì sau đây chúng ta sẽ đi vào chương thứ 3, cũng là chương đầu tiên của chương trình học kỳ 2, đó chính là trang phục và thời trang. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay thì các em hãy cho cô biết một số tên các loại vải sử dụng phổ biến để may quần áo hiện nay. Sau đây sẽ là một số loại vải thông dụng thường dùng trong may mặc. Vải đầu tiên đó chính là vải sim. Vải thứ hai đó chính là vải cotton. Thứ ba đó chính là vải kaki. Thứ tư chính là vải nỉ. Và vải thứ năm là vải von. Và vải thứ sáu là vải ten. Hai loại vải này thường dùng nhiều nhất trong các loại trang phục của nữ giới. Chúng ta còn có vải đuổi, vải ni lông. Tiếp theo chúng ta có loại vải lụa thường dùng trong may mặc những các loại trang phục như là áo dài. Tiếp theo là vải lanh. Để tìm hiểu rõ hơn về các nguồn gốc cũng như các xuất xứ của các loại vải nói trên thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài số 6, các loại vải thường dùng trong may mặc. Loại vải thường dùng trong may mặc rất đa dạng và phong phú về chất liệu, độ dày mỏng, màu sắc cũng như các loại hoa văn trang trí. Thì dựa vào đó thì người ta sẽ căn cứ theo nguồn gốc sợi dệt vải được tạo thành từ 3 nhóm loại chính. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nhóm vải chính thứ nhất, đó chính là vải sợi thiên nhiên. Trong vải sợi thiên nhiên này, em hãy quan sát cho cô hình 6.1 sách giáo khoa trang số 45 và hoàn thành cho cô phiếu học tập số 1. Trong phiếu học tập số 1 sẽ có hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, em hãy cho biết đặc điểm chung của các loại nguyên liệu sản xuất vải sợi thiên nhiên. Câu hỏi thứ hai, nhận định về độ nhau, tính hút ẩm của vải sợi thiên nhiên. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào giải đáp thắc mắc ở câu hỏi thứ nhất. Thì nguyên liệu dùng để sản xuất vải sợi thiên nhiên đều có đặc điểm chung là tất cả đều có sẵn ở trong tự nhiên. Các em chú ý, vải sợi thiên nhiên được dệt bằng các loại vải sợi có sẵn trong thiên nhiên và tất cả đều có nguồn gốc từ động vật và từ thực vật. Ví dụ như từ thực vật chúng ta sẽ có như là sợi bông, lanh, đai, gai, v.v. hoặc từ các loài động vật như chúng ta có từ tơ tằm hoặc từ lông cừu hoặc lông dê, lạc đà, v.v. Các em lưu ý trong quá trình mà chúng ta sản xuất các loại vải nói trên thì các loại vải tơ tằm, sơ bông, lông thú đều phải được kén thành các loại sợi dệt thì sau đó chúng ta mới dệt được thành những khúc vải, những tấm vải được. Thì để hiểu rõ hơn về quá trình mà chúng ta có được một tấm vải lụa tơ tằm từ động vật thì các em có thể quan sát về quy trình sản xuất vải tơ tằm như sau. Các em nhìn hình, các em có thể thấy được quy trình mà chúng ta sản xuất. Đầu tiên chúng ta phải nuôi con tằm. Sau một thời gian chúng ta nuôi tằm thì tằm sẽ ra cho chúng ta kén tằm. Sau khi chúng ta đã có kén tằm thì chúng ta sẽ bắt đầu ươm tơ. Từ lúc mà chúng ta ươm tơ sẽ cho ra các loại vải sợi tơ tằm. Thì khi chúng ta có được các loại sợi tơ tằm đó thì chúng ta bắt đầu kéo sợi. Khi mà chúng ta hình thành được các loại kéo sợi thì nó sẽ ra được các sợi dệt. Từ đó thì chúng ta sẽ dệt thành các loại vải tơ tằm có màu sắc khác nhau. Đây là sợi tơ tằm khi mà chúng ta kéo sợi được. Các em nhìn, các em quan sát nó sẽ giống như các cọng chỉ nhỏ, mỏng. Và đây là thành quả sau khi chúng ta có được sợi dệt thì chúng ta sẽ bắt đầu dệt để tạo nên các khúc tơ tằm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu quy trình sản xuất từ thực vật. Điển hình như là quy trình sản xuất vải sợi bông. Như các em có thể quan sát trên hình và thấy được, thì đầu tiên chúng ta phải có được cây bông. Sau một thời gian chúng ta nuôi trồng cây bông thì sẽ ra được các loại quả bông.
Khi từ các loại quả bông đó, các em sẽ bắt đầu lấy sơ bông trong quả bông ra và các em sẽ đi kéo sợi thành những các loại sợi dệt. Sau khi chúng ta đã có được các loại sợi dệt thì chúng ta sẽ tiến hành dệt để tạo thành các loại vải sợi bông, các tấm vải như trên hình các em có thể thấy được. Đây là sợi bông khi mà cô phóng to lên thì các em có thể thấy được. Về bề ngoài thì cũng giống như các loại sợi chỉ. Khác với loại vải tơ tằm thì vải sợi bông thì cái độ dày tương đối dày hơn so với loại vải tơ tằm. Còn đây là thành quả sau khi chúng ta dệt từ vải sợi dệt. Em lưu ý vải sợi bông còn có tên gọi khác là vải cô tông. Vải cô tông này thường sử dụng nước trong các loại trang phục như các loại áo thun hoặc các loại đồ bộ. Và đặc biệt đối với đồ trang phục của trẻ sơ sinh thì đa phần sẽ dùng vải sợi bông để sản xuất. Tại sao người ta sử dụng vải sợi bông trong sản xuất trang phục cho trẻ sơ sinh là nhiều nhất? Thì các em sẽ đi vào tìm hiểu câu hỏi thứ hai. Cuối cùng chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu câu hỏi thứ hai trong phiếu học tập số 1, đó chính là tính chất của vải sợi thiên nhiên. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tính chất thứ nhất, đó chính là độ nhầu. Khi dựa vào trong sách giáo khoa, các em có thể thấy được độ nhầu của vải sợi thiên nhiên rất dễ bị nhầu. Đây cũng chính là nhược điểm của vải sợi thiên nhiên. Những quần áo có xuất xứ 100% từ vải sợi thiên nhiên thì sẽ rất dễ bị nhầu. Do đó chúng ta phải thường xuyên ủi khi mà chúng ta sử dụng trang phục mặc lên người. Tiếp theo chúng ta sẽ qua tính chất thứ hai, đó chính là tính hút ẩm. Trong vải sợi thiên nhiên thì độ hút ẩm tương đối cao. Do đó nó cũng chính là ưu điểm của vải sợi thiên nhiên. Thì sẽ cho người mặc cái cảm giác thoáng mái khi mặc những trang phục xuất xứ 100% từ thiên nhiên. Nhược điểm của vải sợi thiên nhiên là quần áo sẽ giặt lâu khô hơn so với các loại vải sợi khác. Đây cô sẽ giới thiệu cho các em một số loại trang phục có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên. Đầu tiên là vải len. Như các em có thể thấy, vải len thường sử dụng trong may mặc các loại trang phục thu đông hoặc các loại áo khoác, giúp chúng ta có thể giữ ấm. Ngoài vải len ra thì chúng ta sẽ đi vào vải thứ hai, đó chính là vải cô tông. Vải cô tông các em sẽ hay bắt gặp nhất trong các loại kiểu trang phục như các loại áo thun, các loại đồ bộ hoặc các loại quần áo cho trẻ em và trẻ sơ sinh. Ngoài ra vải cô tông còn dùng trong các ngành may mặc khác như khăn trải bàn, ga giường hoặc các loại khăn tắm khác nhau. Tiếp theo đây chính là loại kiểu trang phục vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc từ động vật. Đó chính là lụa tơ tằm. Thì đối với lụa tơ tằm, thông thường người ta sẽ dùng để sản xuất các loại áo dài là nhiều nhất và các em sẽ hay thấy nhất. Tiếp theo đây là vải sợi thiên nhiên từ lông cừu. Như các em có thể quan sát trên hình và các em cũng có thể biết được, đối với lông cừu thì chúng ta sẽ sử dụng trong việc sản xuất các loại trang phục thu đông là chính, nhằm mục đích giữ ấm cho cơ thể. Tiếp theo, đối với loại vải sợi thiên nhiên, do tất cả có nguồn gốc có sẵn từ thiên nhiên, do đó giá thành cũng tương đối cao. Thì để giảm bớt được giá thành cũng như để khắc phục được các nhược điểm của vải sợi thiên nhiên, thì người ta bắt đầu sản xuất ra loại vải sợi thứ hai, đó chính là vải sợi hóa học. Hiểu rõ hơn về vải sợi hóa học thì em hãy quan sát cho cô hình 6.2 sách giáo khoa trang số 46 và hoàn thành phiếu học tập số 2. Trong phiếu học tập số 2 sẽ có hai câu hỏi như sau. Câu hỏi đầu tiên, nguyên liệu để sản xuất các loại vải sợi hóa học có điểm gì khác so với nguyên liệu sản xuất vải sợi thiên nhiên? Câu hỏi thứ hai, nhận định về độ nhầu, tính hút ẩm của vải sợi hóa học. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào trả lời câu hỏi thứ nhất trong phiếu học tập số 2. Đó chính là vải sợi thiên nhiên thì được dệt bằng những sợi có sẵn trong thiên nhiên. Còn đối với vải sợi hóa học thì sẽ được dệt bằng những sợi do con người tạo ra từ một số chất hóa học.
Sau khi các em đã quan sát hình 6.2 trong sách giáo khoa thì các em có thể thấy được vải sợi hóa học được chia ra làm hai loại. Loại đầu tiên đó chính là vải sợi nhân tạo được dệt bằng sợi nhân tạo. Loại thứ hai đó chính là vải sợi tổng hợp được dệt bằng sợi tổng hợp. Thì sau đây các em có thể quan sát lên hình và xem quy trình sản xuất của các loại vải sợi nói trên. Các em có thể quan sát trên hình và thấy được quy trình sản xuất của vải sợi hóa học. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào vải sợi thứ nhất trong vải sợi hóa học, đó chính là vải sợi nhân tạo. Quy trình để sản xuất được vải sợi nhân tạo như sau. Vải sợi nhân tạo được tạo từ hợp chất cellulose của gỗ, tre, nứa. Sau đó sẽ xử lý bằng một số chất hóa học để tạo nên được dung dịch keo hóa học. Từ cái dung dịch keo hóa học đó, chúng ta sẽ đi thành quá trình tạo sợi nhân tạo như sợi viết cô hoặc sợi acetate. Sau khi chúng ta đã có được những sợi nhân tạo thì chúng ta sẽ bắt đầu đem đi dệt để tạo thành những tấm vải nhân tạo như các em thường hay thấy nhất, đó là vải satin, có tên gọi khác là vải satin hoặc tơ lụa nhân tạo. Còn đối với quy trình sản xuất của vải sợi tổng hợp như sau. Vải sợi tổng hợp được tạo thành từ một số chất hóa học lấy từ than đá hoặc dầu mỡ, sau đó sẽ tổng hợp lại lấy hợp chất dẻo polymer. Chúng ta đem nung nấu cái chất dẻo đó sẽ ra được dung dịch keo hóa học. Tương tự như vải sợi nhân tạo thì sau khi chúng ta có được dung dịch keo hóa học đó rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đem đi tạo thành những sợi tổng hợp như các loại sợi nylon, sợi polyester. Từ những loại sợi tổng hợp đó, chúng ta sẽ bắt đầu đem đi dệt để tạo ra được một tấm vải sợi tổng hợp như các em hay thấy nhất là vải xo, vải tôn, vải lụa, vải nylon. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc của vải sợi hóa học cũng như quy trình sản xuất nên vải sợi hóa học, thì sau đây cô và các em sẽ đi vào tìm hiểu câu hỏi thứ hai trong phiếu học tập số 2. Đó chính là tính chất của vải sợi hóa học. Trước khi đi vào tìm hiểu tính chất của vải sợi hóa học thì cô sẽ nhắc lại về tính chất của vải sợi thiên nhiên. Đầu tiên, về độ nhầu của vải sợi thiên nhiên là dễ bị nhầu. Đây cũng chính là nhược điểm của vải sợi thiên nhiên. Còn đối với ưu điểm của vải sợi thiên nhiên, đó chính là độ hút ẩm cao. Do đó sẽ tạo cho người mặc khi mặc vào có cảm giác thoáng mát. Tương tự đó, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tính chất của vải sợi hóa học. Trong vải sợi hóa học được chia ra làm hai loại vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp. Do đó đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tính chất của vải sợi nhân tạo. Về độ nhầu của vải sợi nhân tạo đó chính là ít bị nhầu. Còn đối với độ hút ẩm cao, mặt thoáng mát. Do đó các em có thể thấy được so với vải sợi nhân tạo và vải sợi tự nhiên có điểm tương đồng về ưu điểm, đó chính là độ hút ẩm cao và mặt thoáng mát. Còn đối với vải sợi tổng hợp thì sẽ là không bị nhầu và độ hút ẩm kém, ít thấm mồ hôi, do đó sẽ tạo cho người mặc cảm giác là mặc bí. Đây cũng chính là nhược điểm của vải sợi tổng hợp. Ngược lại với vải sợi thiên nhiên và vải sợi nhân tạo thì phần độ nhầu sẽ là ưu điểm của vải sợi tổng hợp và phần độ hút ẩm sẽ là nhược điểm của vải sợi tổng hợp. Do đó các em lưu ý. Tiếp theo, đây là vải sợi nhân tạo gồm các loại vải như vải satin, vải viết cô, vải tơ lụa nhân tạo. Các em có thể quan sát trên hình. Còn đây là vải sợi tổng hợp, chúng ta hay bắt gặp nhất đó là vải nylon và vải polyester. Được áp dụng trong công nghiệp may mặc gồm những loại trang phục như sau. Các em hay bắt gặp nhất là các loại áo khoác dạng nylon, hoặc các loại áo thể thao, hoặc các đồ bảo hộ lao động, hoặc các loại găng tay. Đối với vải sợi hóa học thì giá thành tương đối thấp so với vải sợi thiên nhiên, do đó nó sẽ thông dụng hơn.
và cũng sẽ được ưa chuộng hơn trong giới trẻ vì nó sẽ có nhiều kiểu, phong cách sẽ đa dạng và mẫu mã sẽ phong phú hơn. Cuối cùng chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu loại vải sợi thông dụng thứ ba trong ngành may mặc, đó chính là vải sợi pha. Em có thể quan sát từ hình 6.3 sách giáo khoa trang số 46 và cho cô biết em có nhận xét thế nào về thành phần nguyên liệu được sản xuất vải sợi pha. Em có thể thấy được đây là quy trình sản xuất của vải sợi pha. Đầu tiên chúng ta có loại sợi một. Thông thường các loại sợi một sẽ gồm những loại sợi từ thiên nhiên. Còn loại sợi hai thông thường sẽ có nguồn gốc từ hóa học, hay nói cách khác là những loại sợi nhân tạo hoặc sợi tổng hợp. Sau khi chúng ta có sợi thiên nhiên và sợi hóa học, chúng ta sẽ kết hợp lại với nhau để tạo nên các loại sợi pha khác có màu sắc khác nhau và đặc tính khác nhau. Sau đó chúng ta sẽ đem đi những sợi pha đó, chúng ta đem đi dệt lại tạo thành những tấm vải sợi pha. Sau khi hoàn thành những tấm vải sợi pha, chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng trong quy trình may mặc và sản xuất các loại trang phục và đồ dùng thiết yếu. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, vải sợi pha là có sự kết hợp giữa vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học để tạo thành. Tóm lại, vải sợi pha là vải sợi được dệt bằng sợi pha. Vì sợi pha được tạo bởi hai hoặc nhiều loại vải sợi khác nhau, nên vải sợi pha thường được tận dụng được những ưu điểm và hạn chế được nhược điểm của các loại sợi thành phần. Và loại vải sợi pha giá thành cũng tương đối rẻ và thông dụng nhất trong các thị trường may mặc hiện nay. Đây là một số sản phẩm từ vải sợi pha như các em có thể thấy được, đó chính là vải kate. Các em sẽ hay bắt gặp nhiều nhất trong các loại trang phục như sơ mi hoặc các đồng phục đi học của các em. Như cô đã nói slide trên thì các em có thể thấy được vải sợi pha có những ưu điểm của các loại vải sợi khác và hạn chế được các nhược điểm của các loại vải sợi đó. Do đó, trên thị trường hiện nay, các em có thể thấy trên các mác quần áo thành phần vải đa số sẽ là vải sợi pha. Ngoài những yếu tố nói trên thì vải sợi pha giá thành tương đối thấp, do đó rất được ưa chuộng trong ngành may mặc công nghiệp hiện nay. Cô sẽ lấy ví dụ về một áo thun mà các em hay mặc nhất thì sẽ có tỷ lệ pha thường là polyester với cô tông với những tỷ lệ khác nhau. Như một chiếc áo thun có thể pha 65% cô tông với 35% polyester, hoặc chúng ta có thể pha 80% cô tông, 20% polyester, hoặc chúng ta có thể pha 70% cô tông và 30% polyester, hoặc ngược lại chúng ta có thể cho 65% polyester và 35% cô tông. Vì những tỷ lệ này sẽ phụ thuộc vào yếu tố các em lựa chọn trang phục nhằm mục đích gì, nhằm dịp gì thì các em sẽ chọn yếu tố ưu nhược điểm nào nhiều hơn. Ví dụ đối với các em chọn những cái loại áo thun thể thao thì các em sẽ ưu tiên cho những chất liệu vải từ sợi thiên nhiên hoặc sợi sợi nhân tạo nhiều hơn do nó có độ hút ẩm cao. Khi các em mặc vào, các em vận động thì lượng mồ hôi ra thì sẽ thấm hút vô kịp thời, giúp chúng ta mặc không bị bí và cho chúng ta cảm giác thoáng mát. Thì chúng ta sẽ chọn thành phần cô tông nhiều hơn thành phần của polyester. Những chiếc áo có thành phần polyester nhiều sẽ khiến cho người mặc có cảm giác bị bí. Do đó, các em lưu ý về tính chất của trang phục mà các em chọn là gì. Ngoài những tỷ lệ cô đưa ra, thì các em có thể thấy được trên những các loại quần áo khác nhau thì sẽ có các thành phần chất liệu pha khác nhau. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập của bài số 6. Trong phần luyện tập này cô có một trò chơi dành cho các em, trò chơi mang tên bắt bướm. Bướm bướm sẽ đọc vào những đáp án đúng trong 6 câu hỏi trong phần luyện tập này. Đến với câu hỏi đầu tiên, các loại vải thường dùng trong may mặc là A.
loại sợi thiên nhiên, loại sợi pha, loại sợi hóa học. B. Loại sợi pha, loại sợi hóa học. C. Loại sợi thiên nhiên, loại sợi pha. D. Loại sợi thiên nhiên, loại sợi hóa học. Thì trong câu hỏi này đáp án đúng đó chính là đáp án A, thiên nhiên, loại sợi hóa học. Thì ba loại vải sợi này là ba loại vải sợi thông dụng nhất trong ngành may mặc hiện nay. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào đến với câu hỏi thứ hai. Đâu là vải sợi pha? A. Vải tơ tằm. B. Vải viscose. C. Vải polyester. D. Là vải cô tông và vải polyester. Thì đáp án đúng đó chính là đáp án vải cô tông polyester. Các em lưu ý vải sợi pha là vải kết hợp từ hai hoặc nhiều loại vải sợi khác nhau tạo thành. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ 3. Vải sợi nhân tạo được lấy từ đâu? A. Gỗ, tre, than đá. B. Gỗ, tre, nứa. C. Than đá, tre, nứa. D. Dầu mỡ, than đá. Đối với câu 3, đáp án đúng đó chính là đáp án B. Gỗ, tre. Hay nói cách khác, vải sợi nhân tạo được tạo ra từ chất cellulo của gỗ, tre, nứa. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ 4. Vải sợi thiên nhiên được dệt bằng các loại sợi nào? A. Sợi ni lông, sợi polyester. B. Sợi viscose, sợi acetate. C. Sợi bông, sợi lanh, sợi đai, sợi gai. D. Sợi polyester, dầu mỡ, than đá. Thì đối với câu hỏi thứ tư, đáp án đúng đó chính là đáp án C. Lanh, sợi đai, sợi gai. Tất cả các loại sợi này đều có nguồn gốc từ thực vật. Tiếp theo chúng ta sẽ qua câu hỏi thứ năm. Cây bông dùng để sản xuất ra loại vải sợi nào? A. Vải sợi ni lông. B. Vải sợi tơ tằm. C. Vải sa tanh. D. Vải sợi bông. Như các em đã xem ở slide trước thì vải sợi cây bông được sản xuất từ vải sợi bông. Đây là có từ thực vật. Sau đây chúng ta sẽ đi vào câu hỏi cuối cùng. Khi kết hợp hai hoặc nhiều loại vải sợi khác nhau sẽ tạo thành A. Vải sợi bông. B. Vải sợi tổng hợp. C. Vải sợi nhân tạo. D. Vải sợi pha. Trong câu hỏi này đáp án đúng đó chính là đáp án B. Vải sợi pha. Do vải sợi pha kết hợp hai hoặc nhiều loại vải sợi khác nhau, do đó vải sợi pha có các ưu điểm của các loại vải sợi đó và cũng có hạn chế được các nhược điểm của các loại vải sợi đó. Về nhà, các em xem và làm trước cho cô các câu hỏi ôn tập trong đề cương. Trong đề cương cô có 60 câu hỏi. Thì các em hãy làm 60 câu đó vào trong tập của mình. Sau khi các em đọc và làm ghi đáp án ra trong tập thì các em sẽ tiến hành kiểm dò với đáp án mà cô đã đưa ra trong đề cương. Các em lưu ý trong quá trình làm không xem trước đáp án trong đề cương. Chỉ xem khi nào chúng ta đã hoàn thành hết 60 câu để xem chính xác mình làm đúng được bao nhiêu đáp án. Ngoài các em xem và làm trước các câu hỏi trắc nghiệm ra thì các em phải ôn lại cho cô nội dung kiến thức trong chương 1 gồm các bài như bài 1, bài 2 và bài 3 và nội dung kiến thức trong chương 2 gồm bài 4 và bài 5 để chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra học kỳ 1 sắp tới. Cô cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các em. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.